vọng hướng tới vòng chung kết Euro 2021. Đội tuyển Iceland hiên ngang đón tiếp đội tuyển Romania cùng dũng khí của người Viking. Đội tuyển sân Mỹ thách thức đội chủ nhà Na Uy với hòa được Mỹ chơi đích, một trong bốn chân sút lợi hại nhất tại vòng loại Euro 2021. Đội tuyển Belarus đợi ngày phá dấp chưa từng thắng trên đất Georgia. Vòng playoff đầu tiên hướng tới vòng chung kết Euro 2021 chỉ một lượt duy nhất, trực tiếp trên Ca Cộng.